có thấy em nhỏ định ăn hiếp chỗ nằm của em nữa nha. Đừng nhốt chung trong cái lồng chật chội như vậy, thông cảm gì mà. Vậy anh Tâm đàng hoàng lại đi. Anh Banh tháng ra, thấy ghê quá à. Đợi một chút đi, cái anh này đang tính mua tụi mình lại đó. Liệu anh ấy có phải là người mua mình về Trung Quốc để lột lông làm đồ thời trang như tên bắt cóc nói không vậy? Thôi kệ đi, dù sao mình cũng chết mà em. Yên tâm đi, tôi đến cứu để trả tự do cho tụi con mà. Trời ơi, anh ấy hiểu được chúng ta kìa. Anh ấy không phải là con người độc ác.